Chào bà con, sau khi thăm viếng Đức Mẹ xong á, thì có một số em nhỏ đó cũng tiếp tục leo lên nữa. Thì ở trên đó là 14 đoàn thánh giá, nhưng mà lên trên đó thì bây giờ chắc chịu thu mấy em nhỏ thôi. Mấy em nhỏ thì máy móc còn tốt thì có thể leo lên trên được. Thì bây giờ tạm thời mình trụ xuống dưới để cho đoàn họ có kịp chuyến để họ đi tiếp. Thì đây là khung cảnh ở tại Bãi Dâu. Thì 14 đánh giá này thì hồi xưa con cũng leo lên rồi, nhưng mà hồi đó còn trẻ. Bây giờ đã bắt đầu xế chiều rồi, thế là phải nhường lại cho giới trẻ khác thôi. Mình bắt đầu đi về thuộc về giới già rồi, xế chiều rồi thì cũng phải nhường lại cho những người khác. Rồi ok, bây giờ quay mẹ chút xíu nha. Đó, mẹ ơi, giờ con bắt đầu đi về nha. Xin phó thác tất cả trong tay mẹ đó. Rồi, giờ con đi về. Rồi, bye mẹ nha.